có một điều mà chúng ta phải công nhận rằng là đệ tử của Minh Tuệ giỏi nhất và là về cái vấn đề gọi là miệt thị, xúc phạm, chửi bới và bị chuyện để hạ bệ người khác. Chứ nếu như mà mọi người vào kênh Lê Thị Miễn đây coi thì sao, chưa thấy ai mà lên đáp trả lại một cái bằng chứng nào đó để biện minh cho Minh Tuệ. Hoặc đơn giản là những bằng chứng mà Lê Thị Miễn nói ra thì tại sao nếu như thầy mình vô tội, ông Minh Tuệ ông vô tội đi, thì tại sao không lên để phản biện lại bằng những bằng chứng xác đáng nhất, chân thật nhất, mà cứ lên miệt thị, xúc phạm, chửi bới rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Và hầu như mình thấy rằng là đúng thế mạnh của họ là miệt thị, xúc phạm, chửi bới và hạ bệ người khác. Còn bằng chứng thì đến thời điểm bạn gì ơi, chưa bạn gì ơi, trước tiên cho mình xin lỗi, mình đã đưa cái clip của bạn lên đây để mình phản biện lại cái câu nói tại sao mà không phản, nếu mà thầy đúng thì làm sao không vô phản bác được con Miễn trai nha. Để nhưng mà trước khi mình trả lời cho bạn biết, mình sẽ hát cho bạn, tặng cho bạn nghe cái bài này. Bài này là do mình sáng tác, ủ lộn, mình đạo nhạc, chứ cái khả năng của mình làm sao sáng tác được, phải không? Mình đạo nhạc được thôi. Đêm nay em nhớ anh vô cùng, tình yêu đã khiến em khổ đau. Vì sao em yêu Yên, vì sao em thương Yên, để hôm nay em quốc luôn thầy tu. Yên ơi, anh đã khiến em đau lòng, để em cho ba tánh không được yên. Làm sao đây Yên ơi, làm sao đây Yên ơi, giờ đây em đã sai rất nhiều. Hết biết rồi, khúc này đào tới khúc này hết biết. Quý vị, Phan để vô mở đầu cái quý vị thấy em có đẹp không? Ngày hôm nay trước khi em đem sống, em đã cho một cái ekip trang điểm hóa trang cho em một ký phấn, một tạ phấn lên mặt để em đẹp như thế này trước khi em lên sóng, chứ để lúc mà em bị cô giáo bắt đi trả bài á, em để mặt mộc nhìn em thấy ghê quá à. Nó khác một trời nhật vậy đó, cho nên em trang điểm kỹ càng trước khi em lên sóng. Rồi giờ đây mình trả lời cho cái câu hỏi của bạn là tại sao á, bà Miễn bà dập mặt á, thầy như vậy mà tại sao mà nếu thầy đúng tại sao các bạn không lên phản biện mà để Miễn trai nói như vậy. Mình nói cho bạn nghe biết sao không, tại vì á, những cái bình luận mà phản biện là Miễn trai xóa là hết trơn rồi, thì lấy gì phản biện. Nói đúng theo những người mà nói theo ý Miễn á, thì Miễn để lợi, những người mà nói sai không theo ý Miễn cũng Miễn xóa hết, giống cái bà gì đó, bà Đồng Kiên Cúc đó. Trời ơi trời, tao nói anh hùng tử chứ khí hùng nào tử, trời ơi, dám nói mà không cho chơi, tao dám chơi lời. Giống như mình hiện tại, mình người tầm thường nhưng mình vẫn để like, ai muốn nói theo chiều mình nói, không nói theo chiều mình cứ nói. Nhưng mà các bạn ơi, tao thấy các bạn toàn vô không nói, không biện luận được cái gì đúng hết trơn, cái gì sai hết trơn, các bạn vô toàn chửi mình không, tấn công mình từ bình luận tới là nhắn tin riêng, chửi luôn, chửi nặng lời, chửi xúc phạm nặng lời. Nhưng mình cảm thấy không có buồn. Mình thấy khi mình đứng lên thì mình nói thay á, mình nói thay cho nhiều người, nhiều suy nghĩ của nhiều người là dành với mình, bảo vệ của thầy á, không có gì sai á. Chứ mình nói cho một bạn nghe một điều lại một lần nữa là thầy mình không có nhận đệ tử hay là bất cứ fan biết gì trên, thầy đã từng nói rất nhiều lần là như vậy. Cho nên bạn đừng có nói fan gì chứ, tại người ta tôn kính thầy là tôn kính cái hạnh đạo của thầy, thương thầy như vậy thôi, chứ không có fan giống như cô mình mà đi kiếm fan ha. Rồi mấy ngày nay cô của bạn gì nè, với em nhắc lại cái fan Chính Nghĩa nói gì nè, khi mà khi cô đụng đến thầy bị quay xe, bị quay phe, bị nhiều người chỉ trích, cái Phan Chính Nghĩa nói, cô nói nữa chứ không phải Chính Nghĩa nói, cô nói câu nói nổi tiếng: công ty trách nhiệm hộ mình, tôi chấp hết, tôi không cần fan gì hết, ai muốn quay thì quay. Cái Phan Chính Nghĩa nói: trời ơi cô, tao già không chết để cần gì tụi mày quay xe không quay xe, tụi Phan Chính Nghĩa. Mà mấy ngày nay sao không, trời ơi 7 ngàn, ủa 7 triệu lượt xem, 7 ngàn, cô đọc thành 7 triệu, chắc cô đọc lộn á. Nhưng mà không biết cái ekip của cô có nên nói cho cô biết không, môn mà ngày hôm sau nó, hay là chỉ nghe cô nói thì cho nhận tiền, làm xong rồi nhận tiền, chứ không có nói cho cô biết. Để sao
Trời, 12 chiêu, 12, 7 ngàn đồng 12 triệu, 12 chiêu lượt xem rồi, trời ơi, 12 triệu lượt xem, 7 ngàn mấy, 6 ngàn mấy, 14 triệu rồi. Ngồi với bà nào, chị coi đi, 4, 9 triệu rồi, 9 triệu lượt xem mà nói gì thấy chưa, người ta chỉ lên coi em nói gì thôi đó là 9 triệu lượt xem mà nói thấy chưa. Ủa, công ty hữu hạn trách nhiệm một mình tôi mà tôi đâu cần fan, cái fan cô nói là cô đâu cần fan mà tại sao quan tâm bao nhiêu lượt xem. Mà kiểu ngáo quyền lực hay là ảo tưởng sức mạnh đấy, 7 ngàn đọc thành 7 triệu luôn. Đọc sai một lần thì không trách, mà cái tối lại nói với bà kia 9 triệu, ngày sau nói 12 triệu gì đó, 14 triệu gì đó. Mà xong cái ekip không có nói lại với mình là đó là 12 ngàn. Trời ơi. Hay là ekip sợ nói thì cô giận cô lôi lên cô chữ nữa, cho nên nín thinh luôn, để cô muốn nói gì cô nói, để cô sống tự sướng rồi sống ảo, rồi ảo tưởng cái sức mạnh của mình. Ủa không cần ai hết trơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một tao mà quan tâm bao nhiêu lượt xem, 7 ngàn lượt xem, kiều chồng cho 7 ngàn lượt xem, 7 ngàn lượt xem nè mọi người, 7 triệu chứ, 7 triệu lượt xem nè, chào quý vị đi, chào quý vị đi, trời ơi mừng như là con nít được kẹo vậy. Trời ơi trời, nói với cái hành động nó khác nhau hết trơn, trời bó tay luôn thiệt chứ, không biết đường nói làm sao nữa. Rồi hổng gại em nghe ra gã cái vụ mà fan chính nghĩa chửi thầy đó, ăn mày, thằng ăn mày ăn xin, thằng ăn mày ăn xin, nếu mà nhân nguyên cái nước Việt Nam này đi ăn xin ăn mày hết á, như thầy hết trơn, đi tu bỏ nhà bỏ cửa đi tu ăn xin ăn mày hết trơn, chắc không biết ai sống ai chết. Xin lỗi nghe các bạn nghe, theo mình suy nghĩ mình biết thì hiện tại trên cái thế giới này chỉ có ba người tu, rất nhiều người tu hạnh đầu đà, nhưng chỉ có ba người tu hạnh đầu đà trọn vẹn nhất, đó là chỉ có ba người làm được điều đó, đó là Đức Phật Thích Ca, ngài Anan Ca Diếp, ngài người thứ ba là thầy. Cho nên cái sức ảnh hưởng của thầy nó quá trời, thầy làm được cái điều mà không ai làm được mới đưa được liệt vào sách media, quyển sách gì media gì đó của thế giới đó, được người thế toàn thế giới người ta ngưỡng mộ đó, các thầy các đồ bên trên thế giới người ta ca tụng đó, quý vị làm được không? Trời ơi trời, nói như quý vị chắc ai cũng làm được thì đó là chuyện bình thường. Bây giờ nè, bây giờ nói chung mình không có giàu, bây giờ bạn nào nè, bạn nào xung phong đi, đi cho mình làm y như thầy cho mình á, 5 giờ sáng thức dậy đi khất thực, đi chân không nha, ăn cơm chay một buổi thôi, không được ăn 3 buổi nha, ăn đúng bữa cho mình, đi từ Nam ra Bắc cho mình, đi từ Nam ra Bắc cho mình, đậu trần chân đất đi từ sáng tới tối, rồi tối ra nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó ngủ, hay là nghĩa địa nào cũng được, nghĩa địa nào trên cái đất nước Việt Nam được đi ngủ ha, rồi không có được may đồ nghe, lụm giải ngoài đường mà kết lại may cho mình ha, rồi ha, rồi xong ha, rồi á ngủ ngồi cho mình, không được nằm nha. Một ngày mình cho 500 ngàn, mình cho người theo mình, tiền nhiều như cô thì mình không có, tiền ít mình có, mình cho người theo dõi luôn, mình cho người theo chạy xe máy theo dõi luôn, theo dõi từng bước chân luôn, ngày mình cho 500 ngàn, làm được điều đó đi rồi phán nguyên cái nước này Việt Nam này ăn xin ăn mài hết rồi mình mấy rồi nữa ha, thêm lần nữa thân nữa, mình tối ngày mình miệt thị người ta là cái thằng ăn xin ăn mài khói gách áo ôm mình, nhưng mà mình phát biểu đó mà mình nói mình là người chính nghĩa, nói là cô thương người nghèo, người nghèo mà tới cái người nghèo, cô thương người nghèo mà cô đi xúc phạm một cái người nghèo nhất thế giới. Rồi các bạn đó, các bạn có cô giúp cho trẻ em tim mà phổi gì, giúp được người nghèo, các bạn biết nói câu đó mà các bạn đi miệt thị một cái người nghèo nhất trên đời này, có xứng đáng làm người không? Cuộc đời này học cách làm con người trước đi, biết không? Rồi cái vụ mà thầy nói cái câu nói gì, ngay cả cái phim năng lượng mặt trời mà các bạn còn quy chụp đó là cái máy tính bảng này kia để bôi nhọ danh tiếng của thầy, là thấy các bạn là thấy là chính nghĩa dữ dằn luôn. Trời ơi, còn chú à, con nói chú nghe, chú nói cái câu mà đi tu mà bỏ cha bỏ mẹ ở nhà thờ cha kính mẹ mới là tu, cái cô chăm vô câu nói nhờ như vậy mới là tu mà mình đi tu mà buông xả tất cả bỏ cha bỏ mẹ, nói như chú thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca ở trên cung vàng điện ngọc đó, từ bỏ tất cả mọi thứ đăng kịch trên đỉnh cao danh vọng đi tu để làm gì, đi tu phát tâm từ thiện để làm gì, đúng không? Còn cái vấn đề cô nói á, rồi vậy chú mà vậy chứ rồi chú lập đền thờ trong Đại Nam làm gì, thờ Phật thờ đồ để làm gì chứ gì, ở nhà được rồi đốt nhang được rồi, hay là chỉ là lập lên để kinh doanh,